Ronaldinho đã chính thức tới Việt Nam. Đây chắc chắn là một trong những thông tin rất vui cho các fan của Ronny, đặc biệt là các fan của Barcelona. Phải rất vất vả, bongda.com.vn mới có được những hình ảnh của anh tại sân bay Tân Sơn Nhất khi anh đi từ cổng VIP và được các nhân viên bảo vệ theo khá sát. Tuy nhiên, dù vừa trải qua một chuyến bay khá dài, nhưng siêu sao người Brazil vẫn cực kỳ vui vẻ và gửi những lời chào đến các fan của bongda.com.vn. Đặc biệt, anh còn thể hiện màn ăn mừng quen thuộc trên sân cỏ trước đây. Anh đến Việt Nam từ một lời mời sự kiện thương mại và sẽ có buổi giao lưu với các fan trong những ngày tới. Ronaldinho cũng đã từng đến Việt Nam vào năm 2008 trong trận giao hữu với Việt Nam khi anh chàng cùng với đội tuyển Olympic Brazil đánh bại chúng ta với tỷ số 2-0 trong trận đấu giao hữu trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008.